Hôm nay giới thiệu với các bạn con Panasonic dòng trợ lực zin nguyên bản. Con này bánh 24 nha các bạn. Con này phải dùng từ là cực kỳ đẹp. Đi pin sọc Caro 12A. Dòng pin này là dòng pin đời cao nhất của dòng trợ lực Bana. Không nào cao hơn nó nữa hết. Dòng pin này nó sẽ đi những cái máy đời cao nhất và dũng với là cái tay khiển đời cao nhất. Zin toàn tập, dàn đồ nó mới kinh khủng. Con này nó chỉ thua đúng một con của nhà mình đang có thôi. Con ở nhà mình có còn dữ hơn con này nữa. Nhưng mà con này thiệt luộc thuộc vào dạng như đứng top nhì thôi. Đèn Panasonic. Các bạn thấy không? Còn mới chát. Trên cái vỏ của nó. Những con này là mình sẽ quay rất là chậm chậm luôn á. Vỏ của nó đây, cặp vỏ của Panasonic gai còn cứng ngắc hết, càng thắng của nó. Các bạn thấy cái độ mới của nó kinh khủng. Đùm trước, các bạn thấy cái kích cầm của nó, những cái dòng đời cao là kích cầm nhỏ xíu, còn kích cầm đời ca đời thua nó đời nó bự vậy đó. Cái màn hình eco kia, nhưng mà kích cầm nó cũng sẽ nhỏ vậy. Kích cầm này đời cao nhất rồi đó. Nước sơn zin, niền zin thép không rỉ. Mờ quá chắc các bạn không thấy nổi. Cầm inox rổ zin luôn nha. Bao tài zin của Panasonic luôn. Càng tay thắng nhôm còn mới chát không? Các bạn để ý cái dàn cây thắng này với là cái càng thắng dưới nó mới chát. Bao tài cũng vậy nè. Ghi đồng mông tăng. Chuông. Càng thắng bên đây cũng vậy, còn rất mới. Đang sử dụng hộp số 3 số của Shimano. Phần tay số và phần tay khiển mình sẽ giới thiệu phần gần cuối của video. Vẫn là tay Bana. Đây là bộ khóa cổ của Bana đây. Các bạn để ý khóa cổ là như thế nào. Đàn khi chống đứng lên, các bạn không có gặt cổ được, nó cứng lắm. Nó cạch. Nó đang khóa cổ. Nó khóa cổ bằng cái gì? Nó khóa cổ bằng bánh sau. Khi các bạn đứng chống đứng lên là tự động nó khóa cổ ở trên rồi. Hiện tại đang đứng đúng không? Giờ mình gạt chống xuống. Nó mở cổ rồi. Tự nó mở cổ luôn. Giờ mình gạt chống đứng lên, tự động nó khóa cổ luôn. Cái dàn tem của nó nè. Các bạn thấy 10 chiếc thường là cái dàn tem này với cái dàn tem chữ Panasonic này rất hết 9 chiếc. Con này còn được cái dàn tem. Nước sơn của nó. Sơn zin nha các bạn. Các bạn coi cái dàn nhựa của nó nữa. Khủng khiếp chưa? Những cái tem này rách nhưng mình vẫn để. Dàn cốt yên nhôm của nó.
engine của Panasonic. Cốp nhôm của nó đây. Mình nhấn vô những cái con ốc nó để cho nó rõ để cho các bạn coi. Ổ khóa zin của Panasonic. Bấm khóa rút kìa. Còn chị zin luôn. Giò đạp nhôm. Bàn đạp zin của Bana. Chừng trống của nó. Các bạn để ý không? Nó thường những cái đồ li ti này nó dễ bị sét lắm, nhưng mà con này là không có. Đây là vẫn là bộ thắng bi đây. Vẫn là đùm Shimano 3 số Intel 3 đây. Rồi sẵn để ý luôn cái cọng dây xích bên kia. Các bạn thấy sợi xích của nó còn màu bạc luôn. Dạng chừng cầm của nó nhìn đã. Bánh sau cũng như bánh trước. Vỏ của Bana. Ruột zin, vỏ zin. Rồi cái dè, phần cái dè. Dè inox. Mới cứng chưa móp méo. Coi con ốc nó. Con này đặc biệt cái cặc te này, cặc te lở nó không có bít hết các bạn thấy không, thay vì những cặc te đời thấp hơn nó xíu nó sẽ bít hết, nhưng cặc te này cặc te lẻ lở nó bít có nửa cái thôi, nhưng mà nó vô đây mới là ăn đủ hết. Con này nó nhiều dòng đời cao, nó đi cái cặc te lạ lùng lắm, cặc te zin luôn nha các bạn, chưa bể luôn á, chưa hàng chưa đắp giá luôn á. Thường 10 chiếc về là bể chín cái bể hết, con này còn nguyên. Đây, bộ tăng sên tự động nằm ở đây. Sên trùng tự động tăng luôn. Các bạn coi cái miếng dè trắng chân em bé rồi trắng sình mà nó còn mới vậy nè. Khủng khiếp mới. Tem bên đây còn nguyên luôn. Về trước còn mới chát luôn. Tiếp theo nữa, phần quan trọng nhưng cũng là cục pin. Muốn khóa nó bấm vô dưới cái cầm từ bấm vô gài lại rút chìa khóa thì nó mới cho lấy cục chìa khóa và mới để cho mở cục pin. Các bạn thấy dàn chân pin của nó, ốc chân pin cũng vậy. Nó đang đi cục pin dòng đời cao nhất của Panasonic nha các bạn. Pin này trong giới mua bán hay là anh em ta thường gọi nó là pin sọc caro của Panasonic 12A. Mà hồi mình sẽ coi hiển thị trên tay khiển của nó là nó đi được bao nhiêu cây số. Mà về và bằng min là 330W trên giờ là cái gì đây, không hiểu cái đó. Đó là phần cục pin quan trọng và khó kiếm nhất của chiếc xe.
vẫn thường là cái đế sạc này. Cái đế sạc nó còn mới giống như trong hộp luôn. Và thật sự nó đang còn trong hộp mà. Nó còn bao shop, nó còn trong hộp. Từ bên Nhật về luôn. Còn mới đến mức độ đó. Chiếc xe, riêng chiếc xe này, những anh chị như mua những dòng xe đời cao như vậy, mình sẽ tặng hết một cục biến áp không có bao nhiêu tiền hết, để các anh chị đi cho nó đúng dòng điện, đúng ampe của nó. Nhiều anh chị không hiểu là dễ bị hư cục sạc lắm. 3.3A này ha, các bạn đi chừng 400 VA là khỏe. Dòng Leo, riêng anh chị nào lấy những con dòng đời cao như vậy, đặc biệt mà rất chú tâm vô cục pin, thì mình sẽ tặng luôn hẳn một cục biến áp. Tay số cho 3 tốc độ là sao? Trước tiên mình mở máy trước đã. Ha, mình mở máy thì xe đang có điện, đúng không? Giờ mình tắt máy, nó trở về chiếc xe đạp thường. Tay số đang nằm ở số 1. Mở khóa. Tay số đang nằm số 1. Các bạn để ý cái tay mình rất là nhẹ, rất rất nhẹ luôn. Để chạy cục sạc cũng nhẹ, rất nhẹ luôn. Không? Muốn chạy nhanh chút, tăng số 2. Tay sẽ nặng. Xe bắt đầu đi nhanh hơn chút rồi đó. Chói quá vậy. Muốn chạy nhanh chút nữa, tăng số 3. Xe sẽ nặng nữa. Chân sẽ nặng nữa và xe sẽ chạy nhanh hơn chút nữa. Đó gọi là 3 số cho 3 tốc độ, nó nằm hết trong cái đùm, phần đùm này. Rồi, khi nào các bạn dùng trợ lực. Mở máy. Khi nào các bạn dùng trợ lực. Khi các bạn chở nặng lên dốc hoặc là thích đạp cho nhẹ, thật nhẹ, thì các bạn cứ mở trợ lực bình thường. Mua trợ lực gì để làm gì? Để mở, để sử dụng chứ đâu phải mua để dành. Các bạn cứ mở trợ lực hết lên cho mình. Màn hình khiển nó hiển thị cái gì? 80% pin. Mới 80 thôi nha. Ở dưới tốc độ trợ lực thấp nhất của Econavi nè, là thấp nhất rồi đó. Nó cho các bạn chạy 53 cây số, 53 km một lần sạc. Thì 80 chia cho 5, 80 chia 5 thì chẳng lẽ nó được 20 hả? 80 chia 5 lần. Khoảng tầm 15 cây đi. Mình lấy số 53 này mình cộng thêm 15 cây nữa. Là thành 68 cây. Nếu ở 100% pin. Nó cho các bạn chạy tốc độ cho đẩy thấp nhất, nó cho các bạn 68 gần 70 cây số. Khủng khiếp không? Tăng tốc độ trợ lực 37 cộng 15 42 cây. Tăng tốc độ trợ lực nữa 15 46 cây. 15 là 52 chứ 46. Các bạn thấy không? Cục pin 12 thôi mà nó cho các bạn gần 70 km một lần sạc của nó. Mình không biết nha, mình chỉ căn cứ theo cái tay khiển này thôi. Nó báo như thế nào mình sẽ đọc như vậy để cho anh em. Đèn. Về nhiều khi sao anh bao cục pin này 70 cây số mà tôi chạy mới có năm mấy cây hết. Các bạn còn phải căn cứ vô cái phần tay tốc độ trợ lực này nữa nha. Đó thì các bạn lấy 80% pin, các bạn đang còn thiếu 20. Các bạn chia làm 5, lấy 100 chia 5 đi. 80 chia đi rồi các bạn sẽ được mười mấy cây. 15 tầm mười mấy cây đó. Các bạn cộng dồn vô đây thì nó sẽ ra 100% pin. Rồi, mình quay tổng quan một lần nữa của cho em đó. Khi các bạn mở trợ lực dùng để đẩy nhẹ thôi. Người ta chế ra để mình chạy cho nhẹ chứ đâu phải mình để dành. Cứ đạp bình thường cho đẩy thoải mái, hết pin thì sạc. Sáng mấy 70 cây lần biết bây giờ mà hết pin.
vậy đừng có sạc xả cho nó đều đều cho cục pin nó ổn định. Mua về xài vậy thôi chứ mua để dành. Đó, các bạn nhớ vậy. Cứ mở cho lực mà chạy. Con này quá đẹp. Bánh 24 nữa nha. Cái này mấy người già đi là đúng lý tưởng luôn. Và cũng như trong các video khác, mình nói rất nhiều rồi. Trên YouTube mình sẽ không trả lời được tại mình không có thời gian. Đâm ra anh chị em chịu khó add Zalo cho mình. Mình điện thoại trong túi quần lúc nào cũng suốt hết á, đâm ra không thể nào lên mạng suốt được. Nhưng mà tin nhắn tới mình sẽ biết liền. Đâm các anh chị chịu khó add Zalo cho mình cái 0909775445 để xem xe hoặc tư vấn trực tiếp hết. Những dòng xe, những cái dòng đời này bên mình nó thật, những cái con mà cỡ như này, mình có con, những con còn mới hơn nữa. Con này đã khiếp rồi đúng không? Mình còn con còn khiếp hơn nữa. Và có những dòng thấp hơn thì nhiều. Anh chị em mà quan tâm cứ add Zalo. Còn rảnh tới được thì cứ tới cửa hàng xem cho nó sướng con mắt. Những con này nhìn đã lắm. Rồi, thôi tạm thời vậy đi. Hẹn các bạn trong các video tiếp theo. Thắc mắc nhu cầu, vấn đề gì, các bạn cứ add Zalo 0909775445. Mình đọc rất nhiều trong các video mà vẫn có nhiều người hỏi số điện thoại anh số mấy. Nhắn ở dưới phần YouTube tùm lum hết. Rồi, thôi cảm ơn các bạn nha. Hẹn các bạn trong các video tiếp theo. Buổi chiều tại công viên.